Thưa quý vị, với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà lý luận xuất sắc, đã có những công lao đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được trao tặng phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Huân chương Sao Vàng. Với tầm nhìn và tư duy rất sắc bén, kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất chú ý đến cả hai phương diện, xây và chống, nhằm làm cho Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí đã đề nghị với Trung ương thống nhất đưa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, về cán bộ vào các văn kiện đại hội của Đảng. Ở đại hội 13 năm 2021 thì Đảng ta đã đưa cái nội dung là xây dựng Đảng về cán bộ vào. Và đây là những cái nội dung mà cùng với cả những cái nội dung trước đó, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tổ chức, thì cho chúng ta thấy là những cái nội dung rất là bao quát, rất là toàn diện về công tác xây dựng Đảng. Mà cái vai trò để mà xác định, nhấn mạnh những cái nội dung đó và đồng thời chỉ đạo để mà thực hiện những nội dung đó, thì chúng ta thấy đó là vai trò của Trung ương, của Bộ Chính trị, nhưng đứng đầu hạt nhân chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta cũng ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, đất nước Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế xã hội tăng trưởng mạnh mẽ, công tác xóa đói giảm nghèo là điểm sáng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt là Tổng Bí thư đã khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất là cơ bản của Đảng ta. Và trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì Tổng Bí thư khẳng định đây là một nhiệm vụ trung tâm. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển xã hội, chính sách kinh tế phải gắn với chính sách xã hội, và cái sự quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội được Tổng Bí thư nâng lên tầm cao lý luận. Và trong cái sự lãnh đạo của mình thì Tổng Bí thư đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước từng bước vượt qua khó khăn thách thức và đưa cái nền kinh tế xã hội của đất nước đã phát triển tăng trưởng ở mức khá trên toàn thế giới trong những cái điều kiện rất khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đề cập toàn diện sâu sắc lĩnh vực văn hóa. Hội nghị toàn quốc về văn hóa của Đảng sau hơn 70 năm là dấu mốc gắn kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta thấy Tổng Bí thư đã nhấn rất mạnh rằng việc là phải giữ được cái hồn cốt của dân tộc, nhưng đồng thời là không vì thế mà chúng ta lại bảo thủ, chúng ta lại đóng kín, mà chúng ta vẫn là mở ra, chúng ta vẫn nhìn ra để mà tiếp thu những tinh hoa, những giá trị của nhân loại mà nó phù hợp với cái điều kiện của đất nước chúng ta, phù hợp với cả cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang đi lên xây dựng. Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật ngoại giao cây tre, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực với cách làm mới có chiều sâu, đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đi vào hoạt động, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Tổng Bí thư đã cùng với Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì theo đúng phương châm là không có vùng cấm, không có vùng trống,
không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã đạt được rất nhiều cái thành tựu to lớn, và đặc biệt là được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cái công cuộc phòng chống tham nhũng mà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đấy là một cái thành tựu, một cái công lao rất đáng ghi nhận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái sự nghiệp này đã làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Trong suốt cả cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, luôn tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân.